Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh tatiem.com. Video này mình sẽ giới thiệu một sản phẩm mà được khá là nhiều bạn comment yêu cầu mình mua để review. Đó là bình xịt chống thấm nước cho giày. Cái này thực ra là cho giày, cho quần áo đều được hết nhá. Mấy sản phẩm vải gì đó đều được. Số tiền là 38.000, mình mua trên Lazada. Và bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Các bạn muốn mua sản phẩm này mình sẽ để link mua ở dưới mô tả video hoặc trong comment của video này. Chúng ta sẽ kiểm tra chất lượng sản phẩm này xem có tốt không. Vì mình thấy nhiều người mua đánh giá khá là tốt. Xịt trong khoảng thời gian giữ khá là lâu. Và giá của nó cũng khá là rẻ. Chưa đến 40.000 thôi. Nó sẽ giúp cho quần áo giày dép của bạn, túi xách của bạn, khi đi trời mưa không bị ướt, quần cũng không bị ướt. Vâng, con trai mà ướt quần thì rất là nguy hiểm. Đặc biệt hơn nữa là các bạn nữ ướt thì càng nguy hiểm hơn. Đây, đây. Sản phẩm chúng ta đây. Đó, vẫn có một cái lớp chống sốc rất là cẩn thận nhá. Rồi. Ok, mình sẽ review rất là chi tiết để các bạn đánh giá em nó. Tốt thì mua. Đó, mới tinh luôn, sáng bóng rất là đẹp. Sản xuất năm 91. Từ năm 91 đã là có cái công nghệ xịt nano này rồi mà lại sản xuất năm 91, bây giờ thì hết hạn từ lâu rồi. Ok, dung tích của nó là 250ml, hơi lõm một chút. Đó, chắc là do vận chuyển. Ok, và đây là hạn sử dụng 12 tháng 1 năm 2021. Còn rất là lâu mới hết hạn. Ok. Nói chung là mới tinh. Ecoshi. Đó, một công nghệ đến từ đất nước Tàu. Vâng, đây là những cái hướng dẫn sử dụng. Chủ đa số là chúng ta sử dụng cho giày là chính. Quần áo cũng được, các bạn xịt thoải mái nếu mà có điều kiện. Mua mấy chai xịt Nano Protector, bảo vệ công nghệ nano. Ok, thì đắp bằng nhựa rồi. Và lọ thì bằng kim loại giả nhựa, nhựa giả kim loại các kiểu con này được. Và bây giờ mình sẽ test xịt thử nhá, để đánh giá xem chất lượng của nó tốt không. Nó cũng giống mấy cái bình sơn xịt khác thôi, không có gì cả. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách xịt luôn. Ở đây mình có sản phẩm đôi giày 40.000 mua trên Lazada vẫn còn mới tinh, chưa sử dụng. Và bây giờ mình sẽ test thử. Xịt thì một bên mình sẽ xịt bên phải, còn bên trái thì mình không xịt để so sánh cho các bạn xem. Ok, thì cách xịt như thế nào? Cũng khá đơn giản thôi. Đầu tiên chúng ta phải sóc này để cho nó hòa tan. Đó. Nói chung là kiểu là trộn đều ấy. Đấy. Để cho các hạt nó tan đều. Đó, sau khi sóc xong thì lưu ý trước khi xịt thì giày dép quần áo cặp kia thì phải khô hoàn toàn, không ướt. Và trước khi xịt thì chúng ta nên lau sạch đi rồi mới xịt. Ở đây sản phẩm của mình sạch rồi, mới tinh mà, chưa sử dụng luôn. Đó. Và chúng ta sẽ tiến hành xịt thôi. Thì một sản phẩm thì chúng ta nên xịt khoảng, nếu mà muốn bảo vệ lâu dài thì xịt khoảng 3 lần, 3 lớp ấy. Thì mỗi lớp cách nhau khoảng 15 phút. Thì đây mình sẽ xịt một lớp thôi nhá, có nghĩa là chỉ xịt một lần thôi. Đó, ok. Mình thuận tay phải mà nhỉ. Khoảng cách xịt từ lọ này đến sản phẩm này là khoảng 15-20cm. Một găng tay nhá. Đấy, nếu mà ai không đo được thì cứ đo găng tay cho nó dễ. Một găng tay. Ok, mình sẽ xịt ra. Đây, các bạn nhìn thấy không? Nó bám những cái lấm tấm trắng này. Cái mùi này nó giống cái mùi sơn móng tay ấy. Mùi kiểu sơn sơn móng tay. Mình thì ngửi được những cái mùi này, nhưng mà nhiều bạn sẽ không ngửi được đâu. Và nó cũng không tốt lắm. Tốt nhất là anh em không nên ngửi. Mình thì thấy mùi này nó thơm. Còn nhiều bạn thì thấy mùi này rất là kinh. Vâng, nếu mà xịt trên cái giày đen này thì nó sẽ lộ rõ luôn là cái lớp xịt màu trắng này. Chúng ta muốn nó khô nhanh thì có thể dùng máy sấy. Ngửi mùi này nhiều sẽ rất là độc ấy, không tốt đâu.
Đây, các bạn thể so sánh. Đây nó khô này, thì nó sẽ bình thường như này. Chúng ta sẽ để khoảng tầm 1 tiếng, ít nhất là 15 phút, 15 đến 30 phút. Vâng, và khoảng tầm 15-30 phút sau mình sẽ test nhé. Vâng, nếu mà cái lọ xịn thì theo như quảng cáo là để được khoảng 1 tháng. Và nếu mà những cái loại lọ vớ vẩn thì ít nhất cũng phải được khoảng 1 tuần, dùng được khoảng 1 tuần. Các bạn cứ yên tâm mà mua, sử dụng. Ok, chúng ta sẽ cùng đợi khoảng 15-30 phút để test. Ok, và sau khoảng 20 phút, bây giờ mình sẽ test nước cho các bạn xem. Thì mình có mấy cái lưu ý nhắc lại, đó là chúng ta nên dùng găng tay khi xịt thì nó đỡ bị hại tay. Vì lúc mình xịt vào thì nó dính dính như kiểu dính như kiểu keo ấy, thì có thể nó ăn ra tay khá là hại. Và thứ hai đó là các bạn muốn nó bám chống nước lâu thì có thể xịt 3 lớp. Ở đây mình xịt 1 lớp, thì các bạn muốn xịt tiếp lớp 2, lớp 3 thì cứ cách khoảng 15 phút thì chúng ta xịt tiếp, thì nó sẽ bảo vệ được lâu dài. Và nếu mà các bạn muốn nó không phải đợi khoảng 20 phút thì chúng ta có thể dùng máy sấy để sấy để dùng được luôn. Ok, bây giờ mình sẽ test nước nhá. Đây, cái chiếc bên phải là dùng xịt nano và để khoảng 20 phút nên chắc cũng test nước tương đối được đấy. Còn nếu mà để khoảng 1 tiếng thì mình nghĩ là ok hơn. Đấy, đây là nước nhá. Đó, nước sẽ bị bắn ra như kiểu là các bạn cho nước vào lá khoai lá sen ấy. Đấy. Đó, nó không dính nước, không thấm nước. Vâng, đây là cái chiếc giày mà mình không xịt. Đấy. Thì cái phần đen này nó sẽ thấm nước luôn này. Đấy, thấm nước luôn. Còn đây, đấy, rất là tốt luôn. Đó, các bạn thấy sự khác nhau rõ rệt luôn. Chiếc bên phải là xịt nano và chiếc bên trái không xịt. Đó, đây là mình mới để 20 phút thôi nhá, và xịt có 1 lớp thôi. Đấy, hoàn toàn nước bị văng ra ngay, bắn ra ngay. Mình mà xịt 2-3 lớp, đảm bảo không có một giọt nước nào nó bám được lên cái sản phẩm giày của chúng ta luôn. Đấy, đây, ướt sạch luôn. Đó, sản phẩm này mình đánh giá rất là ok. Tốt luôn, cô luôn. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Như vậy là video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm bình xịt nano chống thấm nước rất là tốt. Link mua mình sẽ để dưới video này. Các bạn cảm thấy video có ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn mình review sản phẩm nào, comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Sản phẩm rẻ mà khá là tốt.